Xin chào các bạn, hôm nay đến với kênh của mình thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu dây analog cho module PCF7002. Thì như trên bản vẽ mình có hai, các bạn thấy mình sẽ có ba kiểu đấu dây cho analog. Thì có sơ đồ 2 dây, sơ đồ 3 dây và sơ đồ 4 dây. Thì trước tiên mình sẽ cùng với các bạn tìm hiểu sơ đồ 4 dây trước. Thì ở sơ đồ 4 dây thì mình sẽ thấy có hai dây nguồn và hai dây tín hiệu riêng biệt. Thì hai dây nguồn là nguồn 24V, thì mình sẽ lấy nguồn cấp của module PC và nguồn từ cảm biến từ module từ thiết bị trả về PC, thì sẽ có chân analog, hai chân analog, thì mình sẽ đấu nó chung với nhau như hình vẽ, như bản vẽ của sơ đồ. Các bạn lưu ý nha, đây là có hai nguồn riêng biệt. Ở đây các bạn hạn chế sử dụng nguồn bên ngoài 24V từ bộ nguồn bên ngoài cấp cho thiết bị nha các bạn. Nếu các bạn sử dụng nguồn bên ngoài thì rất dễ phải dẫn đến phải hư thiết bị do không cùng nét chung đưa về PC. Nên ở đây mình sẽ lấy nguồn 24V từ module để đảm bảo cùng nguồn dưới module PC. Các bạn lưu ý. Thì chung cũng có cái trường hợp thì kéo nguồn mà sử dụng bộ nguồn bên ngoài và các bạn phải đấu chung nét lại với nhau thì cũng sẽ hoạt động được, nhưng mà cũng có lúc thì cũng có module thì các bạn sử dụng nguồn bên ngoài thì sẽ không đưa về được tín hiệu 420. Thì bây giờ đến sơ đồ 3 dây. Sơ đồ 3 dây thì mình chỉ chủ yếu có một dây tín hiệu out đưa về, thì mình sẽ cũng như sơ đồ 4 dây thì mình sẽ cấp nguồn cho thiết bị từ module PC, lấy nguồn chung và sẽ có một chân out ra là tin chính tín hiệu 420 đưa về như sơ đồ ở đây. Sơ đồ 3 dây này thì các bạn phải lưu ý thì nói là cái nguồn DC cấp cho thiết bị và module là phải cùng một nguồn nha các bạn. Nếu các bạn lấy khác nguồn thì sẽ không đưa được tín hiệu về, tại vì nét của nó sẽ là lấy từ tín hiệu từ nguồn module đưa về. Ở kiểu đấu dây 2 dây thì các bạn sẽ dễ đấu hơn vì nguồn và dây tín hiệu nó sẽ là đi chung với nhau, thì mình cũng sẽ lấy nguồn từ module PC và mình đấu vào thiết bị và mình đưa tín hiệu đi về thôi, còn các chân nết thì mình sẽ zoom lại với nhau. Thì sơ đồ 2 dây thì mình sẽ tiết kiệm được dây đưa tới thiết bị. Nhưng cũng phải tùy thuộc vào loại cảm biến đang sử dụng là cảm biến gì và hỗ trợ như thế nào thì mình sẽ chọn cái sơ đồ đấu dây cho phù hợp với thiết bị đó.
Vậy video đến đây xin kết thúc. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Hy vọng video này sẽ giúp được các bạn ở phần đấu dây khi các bạn gặp khó khăn ở